Xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Bắc của Chí Thành Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay. Ngày đầu tuần thì ngày 18 tháng 7 thì Lộc đã không về đối với kênh Chí Thành Vlog của mình, mong các bạn thông cảm. Nhưng không sao, rồi thì Lộc đã nổ rất nhiều ngày đối với kênh của mình. Ngày hôm nay trên kênh Chí Thành Vlog tại miền Bắc ngày 19 tháng 7 thì kênh của mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau là: con bạch thủ thì mình dự đoán con số 99, trong khi đó con song thủ thì mình dự đoán con số như sau, đó là con số 13 và con số 31. Ngoài ra thì lô ba con thì trên kênh của mình dự đoán cho các bạn tham khảo con số 7, 2, 8. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng theo dõi những video trên kênh Chí Thành Vlog, mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh. Ngoài ra mình xin lưu ý cho các bạn là những con số mình khoanh tròn là những con số có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong ngày.